Chia tay có lẽ là trạng thái mà bất cứ ai sau khi trải qua một lần trong đời đều có chung một cảm giác. Đó là vô cùng đau đớn. Đau đớn khi bị người mà mình hết mực quan tâm, yêu thương chiều chuộng rời xa. Loại cảm giác mà nếu có bảng xếp hạng về mức độ gây ra sát thương, chọn nó ở vị trí thứ hai thì không ai dám tranh lấy vị trí số 1. Thế nhưng trong thế giới bóng đá, đã có một loại cảm giác đánh bật hoàn toàn điều này. Một loại cảm giác sau 10 năm khi nhắc về nó khiến các fan của Manchester United đều đau đáu trong lòng. Đó chính là cảm giác của các Manusian khi nhìn thấy chiếc thẻ đỏ mà Nani đã nhận trong cuộc đối đầu tại Champions League với Real Madrid. Vậy là cũng đã trôi qua gần 10 năm câu nói nổi tiếng bị người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani xuất hiện. Câu nói như muốn ám chỉ sự đau khổ mà những cổ động viên Manchester United nói chung và Nani nói riêng đã phải nếm trải. Sau khi chiếc thẻ đỏ định mệnh ấy đã cướp đi tấm vé đi tiếp của binh đoàn quỷ đỏ. Mùa giải 2012-2013 chứng kiến mùa giải cuối cùng mà vị huấn luyện viên đáng kính của Manchester United Sir Alex Ferguson dẫn dắt. Chính vì vậy, ngay khi các giải đấu khởi tranh, mục tiêu của bầy quỷ đỏ là mang tới một mùa giải thành công để tri ân người thầy vĩ đại của mình. Manchester United hủy diệt Premier League khi ấy với thành tích 28 chiến thắng, 5 hòa và 5 thua, giành 89 điểm, bỏ xa đội bóng đứng vị trí thứ hai là Manchester City với khoảng cách lên tới 11 điểm. Tuy giành được chiếc cúp Premier League, nhưng ở các đấu trường khác như FA Cup hay Cúp Liên đoàn, quỷ đỏ lại không may mắn khi phải dừng chân từ sớm. Chính vì vậy mà mọi nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đổ dồn vào đấu trường châu Âu Champions League. Manchester United được xếp vào bảng H, nơi có sự góp mặt của đại diện Bồ Đào Nha Sporting Braga, nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray và nhà vô địch Romania CFR Cluj. Đội chủ sân Old Trafford giành thành tích 4 thắng và 2 thua trước 3 đối thủ trên, giành được 12 điểm. Qua đó có cho mình tấm vé đi tiếp tại vòng 16 đội với vị trí dẫn đầu. Xui rủi thay, lá phiếu bốc thăm lại đưa đẩy họ phải chạm trán đội bóng giàu thành tích nhất Champions League là Real Madrid. Đội bóng khi ấy cũng đang có sự phục vụ của người cũ, Cristiano Ronaldo. Lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Old Trafford, Manchester United tạm có lợi thế khi hòa với tỷ số 1-1 ở lượt đi trên sân Santiago Bernabeu, và lợi thế ấy càng được tăng lên sau khi Ramos đá phản lưới nhà ở phút 48. Manchester United lúc ấy có một thế trận vô cùng tốt, họ phòng ngự chắc chắn và tấn công sắc sảo. Real Madrid dù sở hữu hàng công với những Ronaldo, Di Maria, Higuain vẫn không thể nào có cơ hội tìm ra khoảng trống để đưa bóng vào lưới khung thành của thủ môn David De Gea. Thế nhưng đó là tất cả những gì mà Man United đã làm được trước khi điều xảy ra ở phút 57 của trận đấu đã thay đổi mọi thứ. Từ chỗ là nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford trở thành chứng nhân cho cơn ác mộng của Man United ở đấu trường Champions League. Tác nhân quan trọng nhất tạo nên cơn ác mộng đó trước tiên phải kể đến trọng tài Kuneka kia với tình huống rút thẻ đỏ tạo nên bước ngoặt của trận đấu ở phút 57. Trong một tình huống tranh chấp có lẽ vì ham bóng hơn là ác ý, Nani đã cao chân và đá vào vùng mạn sườn của Akbeloa. Khi hậu vệ phải của Real còn được chăm sóc trên sân, trọng tài ca kia hội ý với các trợ lý và đưa ra quyết định mà đồng nghiệp người Anh Graham Paul sau đó mô tả là gây sốc nặng, rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ đá cánh người Bồ Đào Nha của Man United. Chiếc thẻ đỏ của Nani đã làm thay đổi tất cả. Vừa thiệt người vừa ức chế, Man United không còn giữ được sự tập trung vững vàng như trước đó, trong khi Real như kẻ chết đuối với được phao cứu sinh. Cộng với những điều chỉnh nhân sự kịp thời và hợp lý của Mourinho, điều đội khách chờ đợi đã đến với bàn gỡ từ tuyệt phẩm sút xa của cầu thủ vào sân thay người Luka Modric ở phút 67. 3 phút sau đó, Ronaldo làm câm lặng cả sân Old Trafford với pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-1. Real Madrid giành tấm vé để tiến vào vòng tứ kết. Ronaldo có ngày trở lại Old Trafford vô cùng ngọt ngào, còn Manchester United thì bị loại. Đó cũng là trận đấu cuối cùng mà Sir Alex Ferguson dẫn dắt quỷ đỏ tại đấu trường châu lục. Câu chuyện về chiếc thẻ đỏ ấy vẫn được các cổ động viên nhắc lại sau này theo cách đầy tiếc nuối. Chỉ 10 phút sau khi Manchester United chính thức bị loại khỏi đấu trường Champions League, trên Facebook của trọng tài Kuneka kia, rất nhiều những bình luận ác ý đã nhắm tới vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ này. Đa phần họ đều cho rằng ông đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Nani. Phát biểu về chiếc thẻ đỏ của Nani, Roy Keane, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Manchester United khi ấy cho hay: "Tôi nghĩ rằng trọng tài đã đúng khi rút thẻ đỏ. Mọi người đều khó chịu và phản ứng với quyết định đó, nhưng cần phải hiểu rằng đó là một pha vào bóng nguy hiểm. Nani cần phải nhận ra trước mắt mình là cái gì. Chẳng nhẽ cậu ấy cho rằng mình có gần 20 mét ở trước mặt để vào bóng như thế hay sao? Cho dù Nani có cố ý hay không thì đó rõ ràng là một pha vào bóng nguy hiểm và đáng phải nhận thẻ đỏ. Tôi không biết đó có phải là một quyết định cũng cảm của trọng tài Kuneka kia hay không, nhưng đó là một quyết định đúng." Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng ông trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ đã quá nặng tay trong tình huống nói trên. Nhận xét về quyết định của người đồng nghiệp ca kia, cựu trọng tài Premier League Dermot Gallagher cho biết: "Quyết định của trọng tài là quá khắc nghiệt.
Trên thực tế, pha vào bóng của Nani chỉ vào phần khuỷu dưới của cánh tay chứ không phải cạnh sườn như cách Abella đã thể hiện khi ngã xuống. Tôi phải nhấn mạnh rằng Nani đang quan sát bóng ở tầm ngang vai và không có ác ý. Trong trường hợp này, nặng nhất là thẻ vàng cho lỗi hành vi nguy hiểm. Còn nếu tôi cầm còi, tôi không thể tưởng tượng ra lý do gì để có thể đuổi Nani. Mùa giải ấy, Nani không còn là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Alex Ferguson. Không những vậy, mối quan hệ giữa cầu thủ này và đội bóng đang có những rạn nứt nhất định sau những khúc mắc trong chuyện gia hạn hợp đồng. Chính vì vậy, việc Nani ra sân ở đội hình xuất phát trong trận cầu kinh điển với Real Madrid mang tới bất ngờ cho rất nhiều người, thậm chí là cả bản thân cầu thủ mang áo số 17. Tiền vệ người Bồ Đào Nha háo hức tỏa sáng ở trận đấu quyết định này. Những cố gắng của Nani là điều đã được ghi nhận. Chính anh là người đã tung ra đường căn ngang khó chịu khiến Sergio Ramos đá phản lưới nhà. Ấy vậy mà số phận lại chớ trêu với tuyển thủ Bồ Đào Nha. Trong một pha ham bóng, cầu thủ này đã đạp thẳng vào người của Abella khiến anh bị đuổi khỏi sân. Chính chiếc thẻ đỏ oan nghiệt này đã tạo nên cú sốc thực sự cho Nani. Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ này đã khóc như mưa trong phòng thay đồ của Man United. Sau đó anh đã gọi điện về Bồ Đào Nha, gặp người cố vấn lâu năm để than thân trách phận. Người cố vấn này cho hay, Nani đã thực sự hoảng loạn. Cậu ấy gọi điện về và hỏi mọi người rằng mình đã làm gì sai. Chính chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Nani đã mở ra bước ngoặt của cuộc đối đầu sinh tử này. Real Madrid đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người để chiến thắng. Tuy nhiên họ cũng chẳng vui vì món quà trên trời rơi xuống này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận rằng đội bóng của ông không xứng đáng chiến thắng. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo chia sẻ cảm xúc buồn bã của mình. Khi cuộc chiến kết thúc, tôi đã tới phòng thay đồ của Manchester United để gặp gỡ các cầu thủ, huấn luyện viên, chủ tịch và gia đình Glazer. Tôi cũng cảm thấy có chút buồn khi nhìn gương mặt của họ. Việc bị thua một trận đấu, thậm chí một trận chung kết đôi khi cũng không có gì quá to tát nếu đó là điều đúng đắn. Nhưng đằng này Man United đã thua theo cách mà cư dân mạng đã truyền tai nhau bằng một câu nói rất hài hước nhưng chứa đựng nỗi đau vô hạn của các Manusian rằng người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani. Anh chàng ham bóng Nani chẳng may sa đà vào bụng đối phương khiến hệ lụy dẫn đến một kết quả không mong muốn. Bản thân huấn luyện viên Jose Mourinho sau trận đấu cũng thừa nhận đội chơi hay hơn ngày hôm nay đã thua. Hệ lụy là một trận thua đã đành. Đằng này chiếc thẻ đỏ mà ông Kunetka kia rút ra cùng câu nói viral ở trên như sát thêm muối vào nỗi đau của những người hâm mộ Man United. Nói riêng ở Việt Nam, đa số những bạn trẻ hâm mộ Man United theo dõi trận đấu đó cũng như có thông tin sau trận đấu đều tỏ ra bực bội, xen lẫn nuối tiếc. Làm sao đội bóng của họ có thể thua chóng vánh như vậy được? Làm sao Nani lại bị đuổi với quyết định nặng tay như thế? Tất nhiên tình huống đó có phần đúng khi Nani dù cố ý hay vô tình đã thực sự gây sát thương lên phần ngực của Abella. Chia sẻ về chiếc thẻ đỏ nổi tiếng nhất sự nghiệp Man United với podcast, tuyển thủ người Bồ Đào Nha khá hằn học. Đó là một mùa giải đặc biệt. Chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi thi đấu ở Champions League cùng các giải đấu khác. Trước trận đấu lượt về với Real, Sir Alex tin rằng nếu đánh bại họ, chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch tại giải đấu này thêm một lần nữa. Đó là một cơ hội lớn và mọi người đều nhận thức được điều đó. Chúng tôi khi ấy là một tập thể mạnh mẽ. Đối phương đã thấy cách để loại tôi ra khỏi trận đấu, trong khi tôi đang chơi tốt. Tôi chắc chắn rằng mình đã tạo ra những điều khác biệt ở trận đấu ấy. Nani tiết lộ rằng sau trận đấu, anh đã nhận được lời động viên từ huấn luyện viên đối thủ khi ấy là Jose Mourinho cũng như cả Sir Alex. Tôi không xứng đáng bị đuổi. Cả Mourinho và Sir Alex đều nói với tôi như vậy. Tôi đã xin lỗi cả đội cho dù tôi biết đó không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ cố nhảy lên để thực hiện pha chạm bóng như Zidane đã làm, Nani khẳng định. Trận thua trước Real Madrid cũng là trận đấu cuối cùng của Sir Alex tại Champions League. Huyền thoại bất tử của Quỷ Đỏ đã nghỉ hưu ở cuối mùa giải năm đó. Đó cũng là nguyên nhân khiến Nani rời sân Old Trafford năm 2015. Một kết thúc có phần không trọn vẹn dành cho cá nhân Sir Alex Ferguson. Họ có lẽ đã có một tấm vé vào tứ kết nếu không có chiếc thẻ đỏ đầy oan nghiệt ấy. Đối với Nani, một sai lầm không khiến bạn trở thành tội đồ. Nani vẫn là Nani, một cầu thủ tấn công đầy xuất sắc mang trong mình dòng máu của bầy Quỷ Đỏ thành Manchester.